Xin chào, mình tên là Nguyễn Đình Quang, mình đang học ở Học viện TVM-SBS. Niềm đam mê lớn nhất của mình chính là nghệ thuật và mình muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Thế nhưng trước khi đến với học viện thì mình là một người rất là nhút nhát, mình là tự ti lắm. Nhưng khi đến đây với một môi trường học rất chuyên nghiệp, đội ngũ thầy cô tận tình giảng dạy, mình đã ngày càng tự tin hơn và mình cảm nhận được qua các môn học kỹ thuật biểu diễn, múa, hình thể, rất là nhiều bộ môn đã giúp cho mình ngày càng hoàn thiện mình hơn. Và mình tin chắc đến đây các bạn sẽ thực hiện được ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp của mình. Hi, xin chào các bạn, mình tên là Trần Thiện Tâm, hiện đang học tại Học viện TVM-SBS. Ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân đến đây thì mình cảm thấy ở đây là một môi trường rất là chuyên nghiệp, bổ ích. Từ trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại đến đội ngũ giảng viên tận tâm cùng các bài giảng rất là mới lạ, bổ ích, rất giúp ích cho mình rất nhiều trong các vai diễn sau này. TVM-SBS Academy, biến đam mê thành hiện thực.